Chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim sẻ nhé. Thì sau cái quá trình mà đi đánh chim sẻ ấy, thì cái lông nó bị dính vào đây này anh em này. Thì ngày hôm nay trong cái buổi mà nhào lại keo thì cũng xin chia sẻ đối với anh em mới chơi một chút là cách vào lại keo vào cần. Đối với cần này nó là cái inox rồi, đâm ra khi tuốt keo xuống nó rất là dễ. Anh em có thể thấy là anh Chiến đang thao tác này, tụt một phát thì nó thành bó. Lông nó dính nhiều như thế này, cái thứ nhất là đánh chim nó sợ, cái thứ hai nữa nó xuống cái tỷ lệ nó bám chim nó được ít á. Đấy, khi con chim xuống thì một là nó phải xuống nó dính nhựa nó im ngay. Đấy, để nó bốc lên thì ở những cái con còn lại nó sợ, nó sẽ bị trợn. Đấy, đây là thu keo. Nói chung là cứ đi đánh tầm khoảng 5-6 chục thì anh em thu lại một lần. Đối với anh em nào mà gỡ mà bị vụng tay ấy, hoặc là nhiều con chim non nó dính vào thì cứ tầm 30 anh em cuốn lại một lần. Đây, chỗ này chắc hôm nay chắc chỗ này được tầm khoảng 60 anh em ạ. 60 mới cuốn lại một lần. Bởi vì cần xào keo này thì của anh Chiến thì anh ấy làm bôi nhiều keo. Đấy thì cái tỷ lệ đánh nó vào keo lại thì nó lâu hơn. Đấy, hiện tại thì nhiệt độ hôm nay thì khá là thấp anh em ạ. Đấy, trời thời tiết âm u. Đấy thì nhiệt độ thấp như thế này thì về cái chất lượng keo vẫn đảm bảo anh em nhé. Keo này sợ nhất là trời mưa thôi. Trời mưa là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái chân con chim nó ở dưới vũng nước nó vừa ăn xong nó lên thì nó không dính. Đấy, keo này thì bây giờ kéo đi kéo lại để tạo đàn hồi, làm keo nó lóng lên thì nó dính lại. Còn đối với cái lông này thì nó cứ bết dần. Cứ một cân keo sẻ thì anh em đánh được nói chung là nhiều chim lắm. Đấy, không đếm đâu. Thường thường là anh em cứ sử dụng tầm 4 lạng, 4 lạng là cắm vào một cái cần ok rồi. Anh em cứ giật đi giật lại tầm khoảng 20-30 phát. Nếu mà lắng nóng thì chỉ cần đảo qua đảo lại thôi, bởi vì keo nó vẫn còn nhiệt độ. Nhưng hôm nay trời dâm thì phải đảo lại nhiều. Đánh. Đây là chuẩn bị có một cái đàn đông anh em ạ. Này nhào keo chuẩn bị tinh thần. Nếu mà ít cứ đàn tầm khoảng hơn chục thì keo này vẫn đánh thoải mái. Đấy, mỗi keo hơn chục thì nó cũng xuống. Nói chung là chim đánh thì nó ít hết được hết dốc đàn lắm, kiểu gì nó cũng thoát một vài con. Ví dụ chục con ra mà chim chưa va thì cứ lúc kiểu gì cũng phải đánh được 7-8 hai con kiểu gì cũng thoát. Còn đối với những cái đàn đông thì phải nhào keo lại để tránh cái tình trạng lông nó bị trợn nhỉ. Đấy, lông nào thì đất điếc các kiểu rác rưởi quấn lại. Đấy, quấn keo như này thì cũng chia sẻ đối với anh em mới chơi một chút là khi anh em đi đánh thì mang cho mình theo một cái lọ nước như này. Đấy, đựng nước ở đây thì tay mình dúng vào như thế này. Cái nước xà phòng pha loãng loãng càng tốt. Đấy, dúng vào ướt ướt như thế này thì lắm vào đây nó sẽ không bị dính này. Đấy, lắm vào thì lại xả ra được, nó không bị dính, nó có nước. Còn nếu mà khô tay nó dính không làm được đâu. Đấy, keo này thì đối với anh em đánh sẻ thì anh em cuốn lỏng tay thôi. Cuốn chặt tay là nhiều cái loại keo là nó không bám. Đối với cái keo mà đánh chịu nhiệt ấy, thì anh em cuốn lỏng tay. Đấy. Còn đối với cái keo mà anh em cái keo tầm trung thì cuốn vừa vừa, còn keo mà cái loại keo kém nhất ấy, thì là anh em cuốn phải cuốn chặt tay thì chim nó mới bám. Nói chung là bao giờ anh em nhào keo mà lấy cái móng tay của mình nó kiểu như chân chim này. Đấy, dính vào đây kéo ra nó thành sợi như thế này được này. Đấy. Đấy, thế là nó bám vào là nó chết, bởi vì con chim khi nó xuống ấy, cái móng chân của nó sẽ quắp, nó ín rất là sâu để nó giữ mà. Đấy, nó ín vào là nó dính. Đây, cuốn vào cần đây, quay cận cảnh cho anh em. Cuốn vào cần này phải kỹ thuật cao anh em nhé, cuốn đều tay. Anh em đừng cuốn cái chỗ to chỗ nhỏ là khi chim nó vào nó rất là sợ. Cuốn này kiểu như tượng trưng là dây điện này. Cuốn là cuốn đều. Đấy, khi keo nhồi lại cuốn nó rất là mịn như này. Đấy thì con chim nó không bị trợn anh em nhé. Đấy, keo mà chưa cuốn lại nó kiểu gồ ghề kiểu này, lúc mình đánh được mình giật ra xong nó chưa kịp thu. Đấy, con chim nó nhìn nó rất là gây sợ. Cuốn mịn như này chim khôn kiểu gì cũng đổ được lửa đàn. Rất là đơn giản đâu. Còn anh em nào mà mua keo hoặc là loa đài hoặc là cần xào bên nhà em rồi ấy, mà có khúc mắc
ở cái vấn đề gì thì cái video này em đăng tải lên thì anh em nhớ bình luận ở cái dưới nhé, phần dưới nhé. Còn tiếng thì bên cơ sở nhà em là vẫn hỗ trợ cho anh em. Đấy, cũng một cái buổi đi đánh xẻ thì xin chia sẻ đối với anh em mới chơi một chút là về cách vào keo vào cần để đánh lại khi anh em đánh được nhiều chim. Cái cách này thì cũng như là cái kiểu lúc mình mới đi đánh là mình vào keo, nó cũng kiểu như thế này, nhưng mà lúc đi đánh là keo nó để lâu rồi thì anh em lên ngâm qua nước nóng một chút. Đấy, khi mình làm thì nó sẽ dễ. Còn bây giờ thì hai anh em tiếp tục chiến đấu những cái kèo sẻ tiếp theo trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.